Căn cứ Điều 39 Thông tư 24 của Bộ Công an quy định những trường hợp sau không bắt buộc đổi biển số xe đang dùng sang biển số định danh. Biển số xe 5 số đã đăng ký trước ngày 15 tháng 8 năm 2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Biển số xe 5 số có ký hiệu LZ, ZA, MD, R thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định. Biển số xe 3 hoặc 4 số tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ các trường hợp sau. Chủ xe có yêu cầu cấp sang biển số định danh, chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định. Thông tư 24 cũng quy định chi tiết việc cấp đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe bị mất, biển số xe bị mất.